Roger, Jetfire Captain, just informed to change in the runway in Nagoya Airport. We are landing now at 7:35, so 5 minutes ahead as previous. Thank you.
Centrair quốc tế Nagoya. Bây giờ là 7 giờ 35 phút sáng giờ địa phương, nhiệt độ bên ngoài là 25 độ C. Quý khách vừa lòng ngồi yên tại chỗ với dây an toàn được cài chặt, chỉ đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu kể dây an toàn được tắt. Một lần nữa quý khách lưu ý không sử dụng điện thoại di động, máy thu phát sóng FM cho đến khi quý khách rời khỏi máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành viên Liên minh hàng không SkyTeam, cơ trưởng Arthur và phi hành đoàn xin chân thành cảm ơn quý khách và ước mong đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ladies and gentlemen, we have now arrived at Nagoya International Airport. It's now 7:35 a.m. local time. At the outside temperature is 25 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has completely stopped and the fastened seatbelt has been turned up. We hope you have enjoyed the flight with us. On behalf of Vietnam Airlines, a member of SkyTeam Alliance, Captain Arthur, and all crew member, good luck to say goodbye to you, and we look forward to seeing you again soon. Once again, thank you and goodbye. 皆様、東京ただいま名古屋中部国際空港に着陸いたしました。ただいまの時刻は日本時刻午前7時35分、気温は摂氏25度でございます。機体が完全に停止し、シートベルト着用のサインが消えますまで座席にお座りのままお待ちください。上の棚をお分けになる際は荷物が滑り出ることもございます。十分にお気をつけください。安全のため、携帯電話の電源は飛行機をお降りになりましてからお入れください。本日もスカイチームアライアンスメンバー、ベトナム航空をご利用いただきまして誠にありがとうございました。また近いうちに皆様に再びお目にかかれますよう、機長大佐、客室責任者グエン・ザ・クオンをはじめ、機長も一度心よりお待ち申し上げております。空港から先もどうぞお気をつけてお帰りください。I'm sorry, I got you.